Xin chào cả nhà, hôm nay em Nhung sẽ quay video một căn nhà cấp 4 mới xây, mới tinh, sẵn về ở thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây, căn nhà của chúng ta đây, em Nhung quay buổi tối, vì vậy mà cả nhà thông cảm nha. Đây, căn nhà vừa xây xong mới tinh, phía bên này chúng ta để tivi này. Đấy, và bên này là phòng khách, ghế sofa. Căn nhà diện tích 100m², mặt tiền 5m, rất là đẹp luôn. Full nội thất sẵn về ở luôn. Đấy, cả nhà xem rất là đẹp luôn. Cả nhà xem video thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em Nhung nha. Căn nhà của chúng ta nằm tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Đây là căn phòng ngủ số 1. Căn phòng ngủ số 1, giường tủ đầy đủ và thiết kế là phun tường. Ở bên tay trái là chúng ta để cửa sổ trời rất là to, phun tường luôn. Đấy. Cả nhà, đây là căn phòng ngủ số 2. Và căn phòng này là căn phòng có phòng nhà vệ sinh khép kín nha cả nhà. Nằm tại thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, giá 1.550.000.000 và chúng ta sở hữu một căn nhà cấp 4 như thế này ở tại đất thị trấn Gia Khánh. Đây là phòng nhà vệ sinh nha cả nhà. Đấy, nhà vừa xây xong. Cả nhà xem video thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ em Nhung nha. Đây ạ, bây giờ chúng ta sẽ ra nhà vệ sinh nhé. Đây, nhà vệ sinh to nhất. Đây. Đấy. Cả nhà xem video thì ủng hộ em Nhung nha. Do dạo này thời tiết ngoài Bắc rất là lạnh luôn, vì vậy mà em bị ốm nên không thể làm ghi âm video để cho cả nhà xem được. Đây ạ, chúng ta sẽ xem tổng thể lại phòng khách cả nhà nhé. Đây là phòng bếp và phòng khách thì rất là rộng rãi luôn. Đấy. Thiết kế rất là đẹp. Full nội thất sẵn về ở thôi. Và em xin kết thúc video ở đây. Xin chào cả nhà.